đến với kênh YouTube chính thức của báo Việt Nam Net. Sau đây là bản tin quốc tế cập nhật liên tục những tin tức thế giới nóng hổi nhất. Ông Trump dọa sa thải công tố viên đặc biệt Mỹ nếu tái đắc cử. Theo giới quan sát, nếu tái đắc cử, ông Trump chỉ có thể chỉ đạo Bộ Tư pháp DOJ sa thải ông Smith. Ông sẽ không thể tự mình sa thải ông Smith vì vị trí này không phải do Tổng thống bổ nhiệm. Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố, nếu tái đắc cử vào Nhà Trắng, ông sẽ ra lệnh sa thải ngay lập tức công tố viên đặc biệt Jack Smith, người phụ trách hai vụ án hình sự chống lại mình. Với tư cách công tố viên đặc biệt do Bộ Tư pháp Mỹ bổ nhiệm, ông Smith năm ngoái đã buộc tội cựu Tổng thống Trump lưu giữ các tài liệu mật tại tư dinh sau khi mãn nhiệm ở mar bang Florida và liên quan đến những nỗ lực lật ngược kết quả bầu cử Tổng thống năm 2020 ở Washington. Theo báo Guardian, trong cuộc trò chuyện với người dẫn chương trình phát thanh Hark hôm 24 tháng 10. Khi hỏi liệu ông sẽ tự ân xá hay cách chức cố vấn đặc biệt Mỹ Smith, ông Trump đáp, Ồ, oh, dễ quá, dễ quá, tôi sẽ sa thải ông ta trong vòng 2 giây. Ông Trump cũng nói, bản thân đã được tòa án tối cao Mỹ miễn trừ truy tố, ám chỉ đến việc tòa án này hồi đầu năm nay đã ra phán quyết, trao quyền miễn tố đối với các hành vi công vụ của lãnh đạo Nhà Trắng. Chiến dịch tranh cử của Phó Tổng thống Kamala Harris cáo buộc những phát biểu mới nhất của ông Trump cho thấy cựu tổng thống nghĩ mình đứng trên luật pháp. Theo luật, quyền sa thải công tố viên đặc biệt thuộc về Bộ trưởng Tư pháp Mỹ. Tuy nhiên, ông Trump không che giấu ý định bổ nhiệm một người trung thành làm lãnh đạo bộ tư pháp, người sẽ đồng ý rút bộ này khỏi hai vụ án hình sự đang chờ xử lý. Trước đây, cựu tổng thống từng tìm cách sa thải các công tố viên đã đích thân điều tra ông trong nhiệm kỳ đầu tiên ở Nhà Trắng, ông Trump đã nhiều lần cố gắng cách chức cố vấn đặc biệt Robert Mueller, người phụ trách điều tra cáo buộc ông Trump có quan hệ với Nga cũng như nghi vấn Nga can thiệp vào cuộc bầu cử của Tổng thống Mỹ năm 2020. Tuy nhiên, ông Trump rốt cuộc đã lùi bước sau khi cố vấn Nhà Trắng, Tom McA, không tán thành điều này và đe dọa sẽ từ chức. Ông Smith, người được Bộ trưởng Tư pháp Merrick Garland Bồi nhiệm làm công tố viên đặc biệt hồi năm 2022 đang tiến hành truy tố cựu tổng thống Trump với các tội danh âm mưu lật ngược kết quả bầu cử tổng thống năm 2020 và đem tài liệu mật về nhà sau khi hết nhiệm kỳ. Ông Trump thường xuyên công kích ông Smith và từng tỏ ý sẽ sa thải đối thủ nếu ông đắc cử tổng thống. Theo giới quan sát, nếu tái đắc cử, ông Trump chỉ có thể chỉ đạo bộ tư pháp DOJ sa thải ông Smith Ông sẽ không thể tự mình sa thải ông Smith vì vị trí này không phải do tổng thống bổ nhiệm. Thời còn làm tổng thống, ông Trump từng bị công tố viên đặc biệt Robert Mueller điều tra liên quan tới vụ Nga bị cáo buộc can thiệp bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016. Lúc đó, ông Trump hối thúc ông Don Macca, luật sư của nhà trắng, ép DOJ sa thải ông Mueller, nhưng ông Macca đã từ chối. Đảng Cộng hòa giúp ông Trump chiếm lợi thế từ bỏ phiếu sớm. Lượng cử tri Cộng hòa đi bỏ phiếu sớm trong cuộc bầu cử năm nay đã giúp ông Trump chiếm lợi thế trước bà Harris, dù đây vốn là lợi thế của Đảng Dân chủ. Tờ Washington Post ngày 23 tháng 10 cho biết, ở thời điểm hiện tại, đã có khoảng 23 triệu cử tri Mỹ tham gia bỏ phiếu sớm thông qua hình thức trực tiếp hoặc qua thư điện tử. Đáng chú ý, số lượng cử tri Cộng hòa bỏ phiếu sớm đã tăng vọt so với năm 2020, giúp cựu tổng thống Donald Trump chiếm ưu thế trước ngày bầu cử tháng 11. Cụ thể, số cử tri Cộng hòa bỏ phiếu sớm trực tiếp chiếm 52% tại Nevada, lớn hơn nhiều con số 28% của Đảng Dân chủ. Tại Arizona, có khoảng 500.000 cử tri đã đi bỏ phiếu sớm và Đảng Cộng hòa cũng nắm lợi thế. Ở bang Pennsylvania, Đảng Dân chủ có 650.000 phiếu bầu sớm qua thư, trong khi Đảng Cộng hòa nhận được 300.000 phiếu. Truyền thông Mỹ cho biết, việc bỏ phiếu sớm giúp chiến dịch tranh cử của các bên tận dụng nguồn lực hiệu quả hơn, bởi họ chỉ cần nhắm đến nhóm cử tri chưa tham gia bầu cử. Khác với bầu cử cách đây 4 năm, ông Trump đã bắt đầu thúc đẩy cử tri Cộng Hòa đi bỏ phiếu sớm, nhằm làm giảm lợi thế của Đảng Dân Chủ trong hình thức bầu cử này. Tôi cần mọi người đến hòm phiếu trước ngày bầu cử, bởi họ sẽ tìm cách giữ chân các bạn ở nhà vào ngày đó, ông Trump nói trong sự kiện vận động ở Bắc Carolina ngày 21 tháng 10. Theo kết quả thăm dò của Ring Clear Politics, nếu xu hướng bỏ phiếu sớm không có gì thay đổi, ông Trump sẽ dẫn trước bà Harris ở nhiều bang chiến trường như Arizona, Georgia, Michigan, Nevada và Bắc Carolina. Giới quan sát nhận định, xu hướng bỏ phiếu sớm thể hiện rõ rằng Đảng Cộng Hòa đã chú ý hơn vào vấn đề này so với 4 năm trước. Vào năm 2020, có khoảng 60% cử tri dân chủ đã bỏ phiếu qua thư. Trong khi đó, con số của Đảng Cộng Hòa chỉ có 32%. Chúng ta dường như đang quay trở lại mạnh mẽ hoặc Đảng dân chủ đang hoạt động kém hơn đáng kể, nhưng vẫn còn quá sớm để kết luận bất kỳ điều gì, ông Paul Hunt, cố vấn Đảng Cộng hòa cho biết. Trước đó, kết quả thăm dò ý kiến cử tri công bố ngày 23 tháng 10 cho thấy, nhiều khả năng Đảng Cộng hòa sẽ giành quyền kiểm soát thượng viện từ tay Đảng dân chủ trong mùa thu này. Kết quả của cuộc thăm dò do báo The New York Times, Đại học Siena thực hiện cho thấy Đảng Cộng hòa đang dẫn trước Đảng Dân chủ trong các cuộc đua vào Thượng viện Mỹ ở các bang Montana, Texas và Florida. Hiện tại, Đảng Dân chủ đang nắm giữ 51 ghế tại Thượng viện. Tuy nhiên, việc thượng nghị sĩ Joe Manchin bang West Virginia quyết định không tái tranh cử đã khiến Đảng Dân chủ đối mặt với nguy cơ mất thêm ghế. Hy vọng duy nhất của đảng này là duy trì thế cân bằng 50-50. Phó tổng thống Kamala Harris đang đối mặt với những thách thức trong việc thu hút cử tri ôn hòa và xây dựng một tầm nhìn rõ ràng cho tương lai. Theo tờ Politico ngày 23 tháng 10, trong bối cảnh cuộc bầu cử Mỹ đến gần, Phó tổng thống Kamala Harris đang đối mặt với những thách thức ngày càng lớn trong việc khẳng định vị thế chính trị của mình. Tại một sự kiện ở vùng ngoại ô Milwaukee, cùng với cựu nghị sĩ Đảng Cộng hòa Liz Cheney, Phó tổng thống Harris đã có những phát biểu gay gắt chỉ trích cựu tổng thống Donald Trump. Tuy nhiên, những gì bà Harris thể hiện không đủ để chinh phục những cử tri còn lưỡng lự. Thời gian đang không còn nhiều và bà Harris cần một chiến lược mới nếu muốn tiến xa hơn trong sự nghiệp chính trị. Một thông điệp không mới. Cuộc vận động tranh cử của Phó Tổng thống Harris chủ yếu tập trung chỉ trích ông Trump vì những hành vi coi thường hiến pháp và pháp quyền. Những vấn đề này đã được nhấn mạnh như là những lý do chính khiến nhiều cử tri đã rời bỏ Đảng Cộng hòa. Tuy nhiên, vấn đề nằm ở chỗ, thông điệp của bà Harris không còn mới mẻ. Nhiều nghiên cứu cho thấy, việc chỉ trích cá nhân ông Trump đã không còn thu hút được số đông cử tri, đặc biệt là những người vẫn còn dò dự. Một số khảo sát của Pew Research vào đầu năm 2024 cho thấy, 65% cử tri đã quyết định không ủng hộ cựu tổng thống Trump chủ yếu vì những vụ bê bối liên quan đến cá nhân ông. Nhưng điều đó không có nghĩa là họ sẽ bỏ phiếu cho một ứng cử viên Đảng dân chủ các cử tri trung lập mong đợi một chương trình hành động rõ ràng hơn. Politico cho rằng một trong những điểm yếu lớn nhất trong chiến lược của Phó Tổng thống Harris là bà không cung cấp được một tầm nhìn rõ ràng cho tương lai. Khi người dẫn chương trình, Charlie Sykes đưa ra câu hỏi về việc thuyết phục cử tri Cộng hòa lưỡng lự, bà Harris đã không tận dụng cơ hội để đưa ra một thông điệp sắc bén. Thay vào đó, bà chỉ nhắc đến trải nghiệm sống của người Mỹ, nhấn mạnh vào những giá trị chung như yêu nước, dân chủ và pháp quyền. Đây là những giá trị cốt lõi nhưng không đủ cụ thể để tạo sự khác biệt. Bà Harris không chỉ thiếu những cam kết về chính sách cụ thể mà còn không đề cập đến những lĩnh vực mà bà sẵn lòng hợp tác với Đảng Cộng hòa. Ví dụ, vấn đề kinh tế và đối ngoại, những lĩnh vực mà sự hợp tác lưỡng đảng có thể tạo ra khác biệt lớn đã hoàn toàn bị bỏ qua. Sự lo lắng của Đảng dân chủ. Nhiều đảng viên dân chủ đã bắt đầu lo ngại về chiến lược của bà Harris. Họ thấy sự giống nhau giữa cách tiếp cận của Phó Tổng thống và chiến dịch thất bại của bà Hillary Clinton năm 2016 khi tập trung quá nhiều vào việc chỉ trích ông Trump mà không đưa ra một tầm nhìn thay thế đủ mạnh. Các chuyên gia phân tích chính trị như Jonathan Martin, trưởng phòng chính trị của Politico, cho rằng bà Harris đang lặp lại sai lầm này khi không xây dựng được hình ảnh lãnh đạo tập trung vào các giải pháp cụ thể. Ông Martin cũng nhấn mạnh rằng trong khi bà Harris có thể giành được sự ủng hộ từ những người đã sẵn lòng đứng về phía mình, điều đó không đủ để chiến thắng trong một cuộc bầu cử toàn quốc. Một nghiên cứu từ Gallup cho thấy chỉ 28% cử tri Mỹ có cái nhìn tích cực về bà Harris và con số này thậm chí còn thấp hơn trong nhóm cử tri độc lập. Đây là một dấu hiệu đáng lo ngại với Phó tổng thống Harris và chiến dịch của bà. Politico kết luận rằng để thành công, bà Harris cần làm rõ lập trường của mình về các vấn đề quan trọng đối với cử tri Mỹ từ kinh tế đến an ninh quốc gia và đặc biệt là những gì bà có thể làm để đạt được sự hợp tác giữa hai đảng cử tri mỹ không chỉ muốn nghe về việc chống lại ông trump họ cần biết bà harris sẽ lãnh đạo nước mỹ như thế nào trong một thế giới hậu trump thiếu vắng những kế hoạch cụ thể này có thể sẽ là điểm yếu của phó tổng thống harris nếu bà không nhanh chóng thay đổi hướng đi thời gian không còn nhiều và cuộc bầu cử sắp tới sẽ là cơ hội cuối cùng để bà harris chứng tỏ rằng mình không chỉ là một người phản đối ông trump mà còn là một lãnh đạo thực tụ của nước mỹ tương lai